Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học của mình. Hôm nay chúng ta đã đi tới bài thứ ba rồi. Ở bài đầu tiên mình đã nói về demo về cho bạn cái quy trình thực hiện thiết kế một bài đề thông qua lệnh extrude. Ở bài 2 thì chúng ta sẽ sử dụng kết hợp lệnh extrude và lệnh revolve cũng như là revolve cut và extrude cut để tạo ra hai bài đề. Còn ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ sử dụng một chút, nhưng mà chúng ta sẽ làm ở một cái option khác, một cái dạng khác. Bình thường chúng ta biết là cái gì, thì chút chúng ta chỉ chút ra được một phương thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài như thế này. Đó, đây là một cái dạng gọi là đối xứng. Đó, đây là một cái dạng đối xứng, ok chưa? Đó là một cái dạng đối xứng. Rồi thì mình sẽ xử lý như thế nào với cái dạng đối xứng này để cho ra kết quả ok nhất, đơn giản nhất và hợp lý nhất. Đó. Rồi ở đây cái hình này nó có file 3D, nó là hình chữ chụp đo. Bạn có thể xem tham khảo cái hình chữ chụp đo trước. Rồi, tham khảo hình chữ chụp đo trước. Rồi, ok, đây là cái hình của nó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái hình ở đây với cái R140. Đó. Mấy cái R15 này chúng ta không quan tâm. Đó. Đối với 3D thì không phải cái gì trong hình chiếu chúng ta cũng sẽ dễ dàng, tùy cái, không phải cái nào chúng ta cũng sẽ dễ dàng hết, ok chưa? Thì mấy cái R15 đó thì lát hồi mình sẽ sử dụng lệnh fillet 3D để mình làm, mình không cần quan tâm tới những cái góc bo đó, mình chỉ cần quan tâm tới kích thước là dài, rộng, cao đó, hoặc là những kích thước đặc thù thôi. Rồi chúng ta sẽ có là 451.8, rồi có 72, có 368 và R140 và cách tâm là 175 đối với cái lỗ. Đó. Rồi giờ chúng ta bắt đầu ha. Đó là mặt top cho nên mình sẽ bắt đầu từ mặt ở lòng hình chiếu đứng, cho nên mình sẽ bắt đầu từ front lens. Đây, bắt đầu từ front lens. Front lens ha. Front lens tạo sketch mới. Thì ở đây mình sẽ chọn là midpoint line và mình sẽ vẽ ra một cái kích thước đó là 451.8 chia đôi, ok. Sau đó mình sẽ lên lại kích thước cho này là 451.8, ok. Rồi thoát ra nhấn nút chuột giữa để cho nó quay lại hướng này đó. Rồi mình cần một cái đường center line cao là 175. Đó. Để mình làm cái gì? Mình làm cái đường tâm hay là đường trục, mình làm đối xứng. Thì ở đây chúng ta sẽ không xài mirror. Không xài mirror ở đây. Không xài. Mình sẽ sử dụng một cái lệnh được mang tên là dynamic mirror entity. Đó. Cái lệnh này nó xịn hơn cái lệnh mirror ở đây. Chúng ta sẽ bấm vào dynamic mirror entity, chọn cái trục vào cái này. Rồi thôi chúng ta sẽ bắt đầu. Xịn hơn ở chỗ nào? Đây, vẽ ra một đường ở đây lên nhiều 72, rồi kéo ở đây, rồi kéo lên đây, rồi sau đó mình đi cung, mình đi cung cho nó ngay đây, ngay đây, ok. Rồi bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại. Đây có tiếp tiến rồi đúng không? Rồi cái điểm tâm này sẽ trùng với lại cái tâm ở đây. Đó. Rồi bắt đầu zoom kích thước. Zoom kích thước thì ở đây sẽ là hai cái điểm này là 368, ok. Rồi chỗ này là 140, ok. Đọc. Rồi chúng ta chọn feature thì bấm qua extrude. Nếu các bạn không biết cái option này thì các bạn sẽ phải là đùng nó như thế này, đùng thẳng ra là giá trị là nhiêu, 150 đúng không, đùng ra giá trị 150 thì như vậy á nó sẽ đem, nó không có đúng với lại cái hình mẫu mà chúng ta đưa ra. Đó. Hình mẫu chúng ta đưa ra đó là gì, đó là cái thằng này đối xứng, cho nên chúng ta sẽ từ tâm chúng ta tẹt ra hai bên, ta đùng khối ra hai bên. Nếu trong trường hợp mình chỉ đùng khối ra một bên đó thì nó không còn đúng đối với cái nguyên lý của thằng này. Nhưng hình ảnh ra, cái chất lượng file 3D ra, nó vẫn giống y như vậy. Đó. File 3D nó ra nó không khác gì cái thằng
cái thằng mà đúng nguyên lý đó, thì cái đó nó sẽ không ảnh hưởng gì quá trình của người khác lấy file bạn sử dụng, hay là bạn sử dụng file gia công, nó không ảnh hưởng gì hết. Nhưng trong cái quá trình thiết kế của chúng ta đó, thì chính cái vụ mà không chọn đúng cái nguyên lý hoặc không chọn đúng cái hình thái của cái tiết diện thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là gì, chúng ta gây khó chịu cho chính chúng ta khi chúng ta thiết kế đó. Ở sau này chúng ta muốn đục một cái lỗ nó nằm chính giữa của cái thằng này đó, đục chính giữa của thằng này, hoặc là cái lỗ đó có một biên dạng đặc biệt, đó là cái gì, từ tâm đi ra mép bên phải là 3 ly, đi ra mép bên trái là 5 ly, thì vậy bắt buộc khi bạn làm cái lệnh này nè, nó đâu có được cái mặt phẳng giữa đâu, không có mặt phẳng giữa chỗ này, không có mặt phẳng giữa. Khi bạn tạo ra thì bạn phải vẽ thêm mặt phẳng phụ nữa đó, tốn thời gian. Nên chúng ta sẽ sử dụng một tính năng đó là Midland, đưa cái sketch của mình về chính giữa của khối, và sau đó mình nhập giá trị là 150. Ok chưa, nhập giá trị 150 đấy, ok đó. Rồi bây giờ thử ha, so sánh thử. Ở đây bạn, mình sẽ quay lại, mình sẽ không sử dụng Midland mà mình sử dụng là fly như bình thường. Rồi sau đó mình vẽ cái đồ nhô ra nè, cái miếng nhô ra là cái phi 192 nè, nhô ra là 193,6 nè đó, nhô ra là 193,6, rồi phi 192 là ngay tâm, à 192. Rồi bây giờ mình muốn đụng nó thì chút nó ra là 100, đụng nó ra là như ta 193,6 đấy, 193,6 thì sao, thì nó không có đúng, nó nghiêng về một bên hẳn luôn. Vậy trong trường hợp này nếu muốn vẽ chính giữa thì sao, muốn vẽ chính giữa thì bạn sẽ phải extrude theo cái kiểu khác, đó là cái gì, extrude cái thằng này ra đây là 150 cộng cho 21,5, rồi đây 150 cộng cho 21,8 chứ, 21,8 đúng không, cái hình chúng ta là 21,8 đúng rồi, cộng 21,8 đó, xong rồi ra 171,8. Rồi các bạn bấm vào ra sần 2 thì bạn nhập giá trị lại nhiêu 21,8 nữa đó, thì chúng ta mới ra được cái khối đúng, đúng chưa. Nhưng như vậy á, khi mà bạn dòm vô cái lệnh này nè, bạn sẽ không hiểu ủa 171,8 này ở đâu ra, rồi 21,8 này ở đâu ra, trong bản vẽ có số đó không, có số 21,8 nhưng không có 171,8. À vậy sao, vậy thì nó sẽ dẫn đến là sự nhầm lẫn, hoặc là bạn phải bắt buộc chép lại coi cái 171,8 này có đúng là cộng trừ nhân chia gì của 150 hay không đó. Ok chưa, thì thứ nhất là ảnh hưởng tới người chép, nhiều khi bạn là người vẽ nhưng người chép là người khác, đúng chưa. Rồi làm thế nào đó để cho cái file 3D của mình đưa ra những cái thông tin, những cái thông số mà cho dù người ta không vẽ, người ta chép vô nó vẫn ok đó. Những kích thước quan trọng trong bản vẽ này, những thứ này nó thể hiện nè đó, thì chúng ta sẽ làm đúng như bản vẽ, tại vì bạn đang ở một cái mức level, đó là gì, nhìn bản vẽ và vẽ lại. Vì sao, bản vẽ có gì thì mình sẽ vẽ đúng như vậy, mình vẽ khác đi ok, nhưng đó là vấn đề sau này. Bây giờ bạn vẽ khác đi thì người ta sẽ đánh giá là mày chưa biết gì mà mày đòi vẽ khác đi, vậy có nghĩa là mày không có khả năng để làm giống cái file này đó. Bạn convert lại một cái file đã có sẵn, bắt chước vẽ lại có sẵn thôi mà vẽ còn không được thì làm sao làm được những file mới. Đó là suy nghĩ và tư duy của những người tuyển bạn, của những thằng sếp đang hướng dẫn bạn. Vậy ở mức level mới bắt đầu này, chúng ta không có chế cháo gì được đó, chúng ta không có làm chế cháo, không có tùy biến theo ý của mình được, chúng ta sẽ bắt buộc làm theo bản vẽ. Làm theo bản vẽ, bản vẽ có sao mình sẽ vẽ y chang vậy, mình đang học từ bước một mà, từng bước một. Rồi ok chưa, vậy ở đây chúng ta vẫn là cái sketch này đó, vẫn là cái hình này, nhưng mà chúng ta chỉ cần đổi một tí thôi, chúng ta cần thay đổi ngay chỗ ban đầu này, đổi thành Midland. Ok, mọi chuyện cho nên rất đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn extrude đó, đổi ra chọn Midland thì chọn là 193,6 đó, lại nó ra chính giữa liền.
ok chưa? Rồi sau đó đục lỗ, đục lỗ. Rồi cái lỗ của chúng ta là bao nhiêu? Cái lỗ của chúng ta đó là phi thì 125. Ok. 125. Rồi, hốt lệnh ra. À, bấm vào cái hình này. Bấm vào cái đường này. Rồi, kéo mũi tên này dịch ra ngoài đây là nó sẽ cắt. Đó. Mình sẽ cắt cái lỗi của mình. Đây là một cái lệnh cắt nhanh. À, lệnh cắt nhanh. Rồi, sau khi tạo được cái lỗ rồi thì cái hình chúng ta hầu như là xong xuôi hết rồi. Không còn gì để bàn cãi hết. À, đó là những chi tiết đối xứng cực dễ, cực kỳ nhanh. À, chúng ta biết áp dụng mà cũng dễ rất là nhanh. Thế rồi, ở đây chúng ta có nhiều cái fillet khác nhau. Vậy thì chúng ta nên xử lý như sau đây. Đó, đầu tiên hết là để mình xử lý thử ha. Xử lý thử cho bạn xem. Thì đầu tiên hết là mình xử lý những cái ở trong trước. Ở trong đó là phi 22, 22, 25, phi 15 hay là 8. Hai cái là 8 là hai cái này. Ok. Rồi mình sẽ xử lý hai cái là 8 fillet. Nhập giá trị là 8, enter. Chọn cạnh ở đây. Chọn cạnh ở đây. Rồi, có cạnh ở trong không? Không. 8. Đó, một cái. Rồi, sau đó mình qua bên đây mình xử lý cái thằng là 15 này, hai cái là 15. Đây là 15. 15 enter. Ok. Rồi tiếp tục. Tiếp tục đó là cái gì ngoài đây? Là hai cái 15 nữa. Rồi cũng hai cái 15. Rồi. Hai cái 15. 15 hết luôn đúng không? 15 nè. 15 nè. Dạ, 15. Đúng không? Ba cái. Thì bên đây cũng vậy. Bên đây cũng tương tự. 15, 15. Đó. Rồi. Chờ một tí các bạn sẽ thấy khác biệt ha. Nó như thế này. Nó như thế này. Rồi. Cái này chúng ta sẽ xài fillet vô giá trị ở đây. Đó. Rồi chúng ta còn thiếu nè. Chúng ta còn thiếu cái 15 ngay đây nữa. Rồi. Cộng thêm. Edit đi. Chuột phải vào chọn Edit Future. Chúng ta thiếu cái gì chúng ta bỏ vô cái đó. Thiếu ngay đây. Đó, dục vô ngay đây. Dục vô ngay đây. Thì sao? Thì cái mà đường mà bạn không muốn chọn á, nó tự động nó bo cung theo. Nó tự động nó bo cung theo. Điều này mình không muốn. Tại vì bạn zoom zoom lên bạn thấy nè. Đó, chỗ này nó có một cái R to chà bá lửa ngay này. R 22. À, mình có hai cái nhấn 22 ngay đây. Đó. Rồi, nếu mà trong trường hợp mình làm gì thì mình sẽ loại bỏ cái tăng gần propagation này đi. Thì nó sẽ chọn lại những cái đường theo ý của mình. Đó, chọn lại những cái đường theo ý của mình. Thì tới đây những cái đường đó thì nó lại không không ra cái kết quả cho mình. Đó, không ra kết quả cho mình được. Vậy có nghĩa là cái bước mà mình fillet ngay chỗ này nè. Nó bị sai rồi. Nó không đúng rồi. Đó. Bây giờ chúng ta phải xóa lại ẩn đi ra làm lại một bước khác là sao? Đó là đầu tiên hết là chúng ta sẽ fillet hai cái thằng bự này trước 22 fillet thằng bự đây hai thằng bự nè. Ok rồi sau đó chúng ta mới fillet là ba cái thằng bốn cái thằng 15 ở đây 15 15 15 15 và 15 đó bên đây cũng vậy bên đây cũng vậy ok đó rồi tại vì sao mình biết như vậy tại vì các bạn nhìn kỹ nè ở đây nó có đường mép nè thấy đường mép đâu đó. Cái này á nó chỉ có thể tạo ra khi là các fillet nó châu đầu vô nhau thôi. Đó, còn như hồi nãy mình cho các bạn xem á, hồi nãy là ngay đây nè, mình xổ này ra cho các bạn xem á. Ngay chỗ này là bạn thấy nó cong vòng. Đó, nó cong mượt luôn. Đây nó cong mượt luôn thì chuyện này nó không đúng. Nó không đúng. Đó.
Nó sẽ không để cái này trước. Cái này tại sao mình biết à, làm nhiều biết à, chứ không có lý do gì mà biết được đó. Rồi ngay tại đây mình bắt đầu là Fillet 8 vô 8. Rồi chúng ta sẽ chọn là cái cạnh ở đây đó, chọn cái cạnh ở đây đó, hơi nhỏ đây, nhỏ à, đây 15 chứ, sorry sorry 15. Rồi nó sẽ bự ra đó, thì các bạn sẽ thấy nè, đó là tất cả những cái fillet nó châu đầu vô nhau đó. Thì cái này sao mới được, cái này xài nhiều xài hoài đụng đụng hàng rồi mới biết đó, đụng hàng rồi mới biết chứ không không ai mà tự nhiên biết được đó. Ok rồi, nó sẽ ra giá trị thì các bạn đó. Rồi tiếp theo là fillet lại cái trên, tại nãy mình đổi số cái trên là mình sẽ fillet lại, cái chị là 8. Rồi mình sẽ chọn cái cạnh đây, rồi sử dụng bên đây cũng được, sử dụng cái cạnh bên đây, chọn cái cạnh chỗ này và sử dụng là cái cạnh bên kia đó. Sử dụng cái cạnh bên kia thì xóa bốn cái ban đầu đi, mình sẽ xóa 1 2 3 4 đúng không, xóa 1 2 3 4, sorry để làm lại ha, chọn cạnh này. Thì chúng ta sẽ sử dụng option ở đây, nó sẽ chọn một cái cạnh tương tự như bạn à, trong cái khối nó có cái cạnh nào tương tự thì nó chọn cho bạn. Rồi trong trường hợp này thì hồi nãy mình có thể thực hiện nó nếu chọn đây là nó không có ra được cái kết quả cho mình đây, chọn này ok đó. Thì do hồi nãy mình chọn bị lộn cho nên là nó dính luôn cái dưới đây, nếu mà chọn đúng thì nó sẽ nhanh lắm, bạn không cần phải chọn nhiều. Rồi như vậy chúng ta rút ra được kết luận là như thế nào, cũng là lệnh extrude, cũng là lệnh fillet, nhưng nếu chúng ta thay đổi cấu hình, thay đổi phương pháp hoặc là chúng ta thay đổi bước đi thì cái hiệu quả nó đem lại đã khác rồi, hình giấy nó đem lại cũng khác luôn và kết quả nhập nhượng cũng khác. Ngoài ra bạn cũng sẽ thấy là Solid nó rất là dễ dùng, vì sao, bạn bấm kiểu gì chăng nữa thì nó cũng sẽ xảy ra những cái thanh công cụ ngay đây, chuột trái chuột phải gì nó cũng ra được nhiều, một đống thanh công cụ như vậy đó. Và thậm chí là trong quá trình mình sử dụng nó có những cái pop-up, tức là những bảng thông báo, những cái cửa sổ hiện ra giúp cho mình việc tùy biến cái tùy chọn của mình nó nhanh hơn, nó hiệu quả hơn và nó đẳng cấp hơn. Như vậy cái mà thằng số nó quật hướng tới đó là cái gì, không phải là cái nhanh nha, tối ưu hóa cho người dùng chứ không phải là cái nhanh. Cái nhanh đó là một cái chuyện để thu hút người xem thôi, còn vấn đề chính mà thằng Solid muốn chia sẻ và chia sẻ đó là gì, tối ưu được cái thiết kế của bạn, tối ưu được các bước thiết kế của bạn, làm sao trong một lượt nhấn đó bạn có thể có tối đa nhiều nhất những cái giá trị mà bạn có thể nhận được đó. À, cho nên là khi mà bạn thiết kế đó, khi mà bạn thiết kế là bạn vẽ đó, nó là vẽ đi cho nó dễ, thì vẽ trên phần mềm số quần nè, bạn không cần phải gia chủ quá nhiều, không cần phải ngồi lít lít giống như là bạn bán CF mà bạn chơi Dota, bạn chơi đứng bên nội, không cần bấm chuột hoài liên trang gì đâu, không cần, chúng ta cứ từ tốn bình tĩnh làm từ từ thôi, không có gì phải gấp gáp hết nha. Ok chưa? Rồi đối với cái file này, đối với file này là một file đối xứng thì chúng ta có cách dựng hình của đối xứng, file này là dạng như trước đó thì là dạng đùng khối lên thì chúng ta có cách xử lý của đùng khối riêng và nó có những option, những cái tùy biến riêng. Đó, chúng ta rõ ràng thấy như vậy, cùng một loại hình chuốt nhưng chúng ta có rất là nhiều cái giá trị khác nhau để có thể sử dụng. Ok rồi, thông qua bài học này hy vọng các bạn đã hiểu rõ đôi phần về cái lệnh chuốt và củng cố lại, học lại, xem lại cho mình cái bài về lệnh revolve. Hai cái lệnh này là hai cái lệnh cơ bản nhất, cần thiết nhất trong quá trình dựng hình liên quan tới cơ khí. Rồi nhớ theo lại nha. À, chúng ta sẽ theo cái thằng này lại với cái tên đó là Biu Biu Bearing, tức nghĩa là gối đỡ, Biu Bearing tức nghĩa là gối đỡ, và mình sẽ theo nó về một cái tên, cái mã của riêng bên mình đó là không không rồi ok đó, nhớ sale lại nhé. Rồi ok rồi, còn trường hợp số bản vẽ thì các bạn cứ thức tương tự như cái hình kia à, ở đây mình chú trọng về dựng khối trước,
còn xuất bản nhẹ là những video sau, càng về sau thì mới có xuất bản nhẹ nhiều. Những video đầu là chuyên về dựng khối này kia nọ. Rồi, ok. Chỗ này nó không có cái fillet nha các bạn. Chỗ này không có fillet nè. Cho nên mình sẽ loại bỏ cái fillet này. Chuột phải vào cái fillet. Rồi edit. Đó, tích vào cái đường tròn một lần nữa để nó mất cái fillet đi. Tích vào cái đường tròn một lần nữa. Ok. Rồi. Nhớ bấm cái này nha. Liên tục bấm cái này cho mình review, tức nghĩa là cập nhật lại mô hình. Đó, rồi mới bấm save. Thói quen của chúng ta sẽ là như vậy. Rồi. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.